Ok, chào bạn, mình là cô và mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái vấn đề rất là cơ bản luôn, đó là làm cách nào để mà làm được cái combo. Và chắc hẳn các bạn đang tự hỏi đây là cái gì, thì đây không phải là cuốn sổ tay của mấy em gái đâu, mà nó là cái đồ gác tay của mình. Đó, thì mình sẽ để tay lên một chiếc game. Cái vấn đề này mình đã nói một lần rồi và mình quyết định sẽ làm lại cái video này, tại vì cái video lần trước mình làm chất lượng nó không được tốt cho lắm. Ở một số bạn kêu mình làm lại là những cái video cũ, như là 2-3 năm trước, thì mình trả lời luôn là mình sẽ không làm lại bất kỳ một cái video nào trước cái video này, tại vì cái video mà các bạn kêu mình làm lại thì nó là tám chiếc cơ bản và một cái chiếc nâng cao đó, nó là đơn giản mà các bạn có thể tìm thấy các nguồn nước ngoài đó, thì mình sẽ không làm lại những cái video đó, tại vì làm vậy thì rất là mất thời gian loãng channel của mình, và thời gian mình làm cái video đó mình có thể làm được thêm những chiếc nâng cao khác, những cái kinh nghiệm, những cái combo bla bla bla, bla. Đó thì mình sẽ không làm lại nhé. Ok, để mà làm được cái combo thì các bạn cần có cái vốn chiếc khá là làm được 1 phần 2 hoặc là hơn 1 phần 2 8 chiếc cơ bản và một vài cái chiếc nâng cao. Nó ví dụ như đây mình đã làm được Pika Pass rồi và mình làm được một chiếc nâng cao đó là Nasonic, thì mình là các bạn, mình đang chung vai các bạn và mình sẽ suy nghĩ làm sao để ghép cái thằng Pika Pass và cái thằng Nasonic lại. Đó thì mình suy nghĩ ra thì mình sẽ Pika Pass lên và mình sẽ Nasonic, đó thì mình đã ghép được một cái gọi là hybrid, đó là cái liên kết giữa hai cái chiếc lại với nhau. Đó thì mình sẽ làm được tới đây. À, và bây giờ mình sẽ tiếp tục suy nghĩ làm cách nào để mà làm để mà đi tiếp ngay tại vị trí này. Đó thì mình sẽ học được thêm một cái nữa, đó là fingerless camera reverse, đó là như thế này. Thì mình sẽ ghép vào luôn, mình sẽ suy nghĩ và mình đã suy nghĩ ra là mình sẽ ghép tiếp vào khúc đó. Đó là như thế này. Mình sẽ Nasonic lên và fingerless camera reverse. Và mình sẽ ghép hai cái hybrid đó lại. Đó, ban đầu thì mình xuất phát từ đây, mình lên đây và mình tiếp tục quay qua đây. Đó thì mình đã có được một cái link key. Link key này thì đó thì nó sẽ như này, nó gồm ba chiếc. Link key là một cái liên kết giữa nhiều chiếc lại với nhau nhé, còn hybrid là giữa hai chiếc lại với nhau, thì nó sẽ lên đây và qua đây. Thì tiếp theo cũng tương tự như vậy, thì mình sẽ bắt đầu tại cái vị trí này đó và mình sẽ suy nghĩ mình sẽ làm cái mẹ tiếp theo. Đó, ví dụ như mình thumb rao đi, đó thì mình sẽ có một cái link key 4 chiếc đó qua đây và thumb rao lại, ví dụ như vậy đi. Thì theo như cái kinh nghiệm tập của The Bloodwood thì ông ấy là lấy một tờ giấy A4 và nghĩ ra một cái link key nào đó và ông ấy kiểu mà đánh dấu vào cái ô trên cái tờ giấy đó, lấy tờ giấy tập chứ A4 làm giấy cô, thì đánh dấu vào những cái ô đó. Mỗi lần mà ông ấy làm được cái chiếc với một cái link key nào đó thì ông ấy đánh dấu vào, thì với kính hết tờ giấy thì ông ấy sẽ làm thành thục cái link key đó. Thì đó là cái kinh nghiệm tập của The Bloodwood. Còn kinh nghiệm tập của mình thì mình đéo kinh nghiệm tập, mình cứ tập tới mẹ thôi. Đó thì các bạn tập theo ai các bạn tập. Đó thì mình đã làm được cái link key như thế này. Đó. Và tiếp theo thì các bạn thì cứ việc nghĩ ra một bắt đầu một cái link key mới, một cái link key khác. Như xuất phát từ camera chẳng hạn, xuất phát từ camera qua đây và như thế này chẳng hạn, thì ghép hai cái link key lại với nhau đó, rồi qua đây camera lại và làm cái mẹ gì đó tiếp theo đó, thì ghép ghép lại với nhau. Tiếp theo thì để làm một combo thì các bạn cần phải có đầu có đuôi, combo thì phải có đầu có đuôi, ví dụ như các bạn con người cũng có đầu có đuôi, có đầu có đích đó. Ví dụ như mình sẽ suy nghĩ là mình sẽ bắt đầu từ chiếc nào, thì có một số chiếc dùng để bắt đầu thôi chứ không phải chiếc nào các bạn cũng lấy được. Ví dụ như tự nhiên các bạn đang đứng, các bạn phát mấy bạn chạc thì cũng nhìn cũng nó không được hay cho lắm. Ví dụ như đây, đây cái mình chạc lên cái mình quay tiếp thì cũng không hay cho lắm, kết thúc cũng vậy. Như bạn đang quay các bạn đặt bút xuống thì người ta sẽ cảm thấy là hơi bị hụt hẫng, vì các bạn cần phải làm một cái gì đó hoành tráng gọi là ending. Ending thì các bạn cần phải làm cho hoành tráng, ví dụ như là bạn con chiếc chẳng hạn, con chiếc như thế này đó, thì nó sẽ ngừng lại một cách là dạng như là gọi là sao ta, là ngừng ok mẹ đi, thì nó sẽ ngừng lại đó, thì người ta xem người ta sẽ nhìn thấy thỏa mãn hơn. Còn cái việc các bạn bắt đầu một chiếc nào đó thì các bạn có thể bắt đầu bằng thumb rail chẳng hạn, hoặc là bạn gọi là Titanic đó chẳng hạn, thì bạn bắt đầu một cái combo như mình đây đó, đó như này đó, và nó là cái combo đó. Thì đây là cái kinh nghiệm tập của riêng mình thôi, chứ nó không phải là một cái gọi là cái bài bản, một cái như là mặc định nào đó mà quy định quy tắc nào đó trong bên spin đâu.
Thì đây là cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ với các bạn có thể hỏi theo. Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì có thể like video, share với bạn bè. Đó, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Like để ủng hộ mình làm thêm nhiều video thế này nữa.